Xin chào các bạn nha. Mình vừa làm xong chiếc xe Sirius độ một bộ bi Hella Dedit ha. Tăng phô GTG 150% luôn, đầu sáng ha các bạn ha. Đó, tăng sáng 150% ha. Bóng với lại ballast luôn, full bộ luôn GTG luôn ha. Đó. Cho ra độ sáng cực kỳ kinh khủng luôn các bạn. Đó. Rồi bây giờ đang chế độ cốt nè các bạn, mình mở pha nè. Đó, mở pha nè các bạn thấy không? Rất là sáng luôn. Nè. Thì bây giờ mình sẽ tắt nha. Tắt đèn nha. Hiện tại mình đang ở trong cái đường cũng tương đối tối thôi các bạn, cũng chưa gọi là tối lắm ha. Nên mình mở đèn lên nè các bạn. Rất là sáng kinh khủng luôn các bạn. Đó. Sirius. Đó, xe của anh nhìn rất là chất ha. Xe này độ sạc Attila ba pha luôn ha các bạn ha. Đó. Hiện tại mình đang thử trong cái đường tương đối tối thôi chứ chưa gọi tối lắm ha. Ừ. Mở pha nè các bạn, bắt xin nè, có chế độ bắt xin đó nha. Mình bắt xin nè. Đó, rất là sáng các bạn ha. Đó, mà các bạn thấy cái đèn của xe Zin không? Đó, chiếc AB đó. Có nghĩa là cái đèn của mình nó sẽ ăn đứt cái đèn đó luôn, không thấy cái đèn kia luôn các bạn ha. Rất là sáng rộng. Các bạn cứ yên tâm về cái bóng này không gây chói mắt người ta ha các bạn ha, không gây ảnh hưởng chói mắt ha. Ừ. Không gây ảnh hưởng chói mắt khi mình mở pha nó mới chói thôi các bạn ha. Mình chơi bi cầu thì mình cũng hiểu là cũng mình cũng đừng có nên mở pha nhiều ha các bạn ha. Khi nào trường hợp đặc biệt mình ha, mở pha ha. Đó, mở pha nè các bạn. Cú hẻm các bạn thấy cú hẻm không? Nó ghê các bạn. Đó. Rất là xa luôn. Rồi bây giờ anh ơi anh chạy một vòng lên đó nha. Chạy một vòng lên chiếc xe đó đó, anh quay ngược lại rồi bắt xin em đưa tay rồi, anh bắt xin nha. Rồi, bây giờ thử cho một vị khách nha, vị khách chạy thử luôn các bạn ha. Rồi quý khách chạy thử luôn. Đó, chạy một vòng lên đó đi anh. Đó. Đó, quý khách đang chạy thử một vòng các bạn. Rất là sáng luôn. Đó, đây là điện thoại thực tế nha các bạn nha. Đó, các bạn thấy đèn đường các bạn biết ha. Không có chỉnh sửa gì hết. Đó. Cái đèn zin của xe này các bạn. Không có ra độ sáng tốt được ha. Để anh đi không có tốt được. Đó, bắt xin nè các bạn. Nè, có bắt xin nè, mình kêu bắt xin nè, nó bắt xin nè các bạn. Đó. Đó, rất là sáng luôn các bạn, cái đường sáng rất là rộng, bắt xin nè. Bắt xin nè, quá tốt luôn. Đó. Các bạn lắp cái bóng đèn là khỏi cần trợ sáng luôn ha. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đó. Rồi. Rất là tốt các bạn thấy không? Ngoài đường nè các bạn, nó ngoài đường nè, nó thấy không? Các bạn thấy ngoài đường không? Rồi chạy cái đường luôn anh. Chạy đường luôn. Đó. Các bạn nhìn đi đèn đường nha, cái đèn của mình nó sẽ ăn đứt cái đèn đường luôn á. Đó, mình đang quay ngoài đường nè các bạn. Đó. Đó, quẹo trái đi anh, quẹo trái đi. Qua cửa hàng. Qua cửa hàng nè. Đó, cửa hàng của mình luôn. Đó, cái đèn của mình nó sẽ ăn đứt cái đèn đường luôn các bạn thấy. Đây là thực tế. Đó, đây là cửa hàng của mình ha. Rồi mở pha lên. Quá tuyệt vời luôn ha các bạn. Cửa hàng mình thì lắp rất là nhiều led nên rất là sáng luôn, mà vô đây là không có sáng lắm. Đó, cái đèn mình ăn đứt luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn nào làm liên hệ Sơn, địa chỉ 234 đường Bình Long, quận Tân Phú. Số điện thoại là 0963574901. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, cảm ơn rất là nhiều.